8 dấu hiệu cảnh báo phổi đang có vấn đề, bạn không được chủ quan. Phổi có nhiều cách để cảnh báo với bạn rằng nó cần đang gặp vấn đề và cần được cấp cứu, chứ không chỉ thể hiện ở hơi thở. Nhiều người cứ nghĩ rằng khi phổi gặp vấn đề, triệu chứng cảnh báo đầu tiên là hơi thở. Tuy nhiên, một vài trường hợp không hẳn có dấu hiệu rõ ràng như vậy. Cơ thể có nhiều cách khác nhau để nói rằng nó cần cấp cứu. Cơ quan này thường gặp các vấn đề như viêm cuống phổi, sơ hóa, tràn khí màng phổi hay hen xuyễn. Lauren Woodman, chuyên viên y tế chuyên khoa hô hấp tại Đại học Ohio, Mỹ, cho biết, nếu không được điều trị kịp thời, những vấn đề trên sẽ dẫn tới hệ quả nghiêm trọng. Vì thế, nhận biết các triệu chứng sớm và chính xác sẽ giúp cho bạn giảm thiểu những nguy cơ sức khỏe một cách cao nhất. Dưới đây là những dấu hiệu cơ thể muốn nói rằng phổi đang gặp nguy. Một Kiệt sức, chỉ leo bộ lên vài tầng thôi cũng khiến bạn kiệt sức giống như vừa tham gia một cuộc thi chạy marathon, hay bạn luôn thấy mệt mỏi vì làm những việc mà trước đây bạn vẫn làm bình thường. Các tế bào cần oxy để sản xuất năng lượng giúp cơ thể hoạt động tốt. Khi phổi không thể cung cấp đủ oxy cho cơ thể, bạn bắt đầu cố gắng hết sức. Nhưng càng cố bạn càng mệt mỏi và uể oải. Những dấu hiệu mệt mỏi bất thường này có thể đánh dấu tình trạng sức khỏe giúp giảm cách nghiêm trọng của bạn. 2. Thở gấp Nếu nghĩ rằng do tuổi cao sức yếu nên bạn hay thở gấp. Và đó là chuyện hoàn toàn bình thường thì bạn đã sai lầm nghiêm trọng. Nếu bỗng nhiên một ngày bạn cảm thấy hơi thở khó nhọc và gấp gáp đã đến lúc bạn nên đi khám bác sĩ. Trong một vài trường hợp, thở gấp biểu hiện tình trạng cơ thể không thể đào thải hết lượng khí ra ngoài và có quá nhiều không khí bị kẹt lại trong phổi. Hiện tượng này cũng cho thấy phổi đang hoạt động kém hiệu quả, chuyên viên Goodman giải thích. 3. Mất tập trung. Bạn có biết não bộ sử dụng tới 20% lượng oxy mà cơ thể tiếp nhận. Bộ phận này cần oxy để giúp bạn suy nghĩ sáng suốt hơn. Do đó, nếu phổi hoạt động không tốt không cung cấp đủ oxy, bạn sẽ rơi vào tình trạng suy nghĩ lộn xộn, mất tập trung. Lượng oxy thiếu hụt sẽ dễ dàng dẫn đến những vấn đề liên quan tới thần kinh như chóng mặt, nhức đầu thiếu tập trung. Thiếu hụt oxy trầm trọng còn có thể khiến bạn cảm thấy buồn ngủ, uể oải dù đã ngủ đủ. 4. Giảm cân không rõ nguyên nhân mới bị mắc bệnh phổi. Bạn sẽ đối mặt với nhiều vấn đề với cơ quan hô hấp từ đó khiến bạn giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên, những người thừa cân đừng vội vui mừng vì tình trạng này thực ra là việc suy giảm trọng lượng các nhóm cơ chứ không phải bạn loại bỏ được lượng mỡ thừa. Không cung cấp đủ oxy cho các nhóm cơ này chính là nguyên nhân khiến cho chúng suy giảm, không phát triển. 5. Ho liên tục, nếu bị ho liên tục đặc biệt là kèm theo dịch nhầy, máu hoặc sốt nhẹ thì bạn phải hết sức cẩn thận. Đây có thể là dấu hiệu của viêm cuống phổi mãn tính hoặc tràn khí màng phổi. Hãy đi khám bác sĩ nếu bạn ho liên tục hơn 3 tuần và cảm thấy ngày càng khó thở hơn. 6. Đau ngực Những cơn đau ngực không chỉ là dấu hiệu cho thấy tim có vấn đề mà còn có thể là phổi. Phổi không có tế bào thần kinh cảm nhận đau nhưng khu vực bên trong của ngực thì có. Những tổn thương tại khu vực này như sưng, viêm có thể được thể hiện qua những cơn đau tại vùng ngực. Tình trạng khó chịu và đau nhói sẽ nặng hơn mỗi khi ho hoặc vận động mạnh. 7. Xanh sao Tế bào máu đỏ vốn mang oxy tới các mô trong cơ thể khiến da rẻ người khỏe mạnh trở nên hồng hào. Tuy nhiên, khi lượng oxy đưa vào cơ thể bị thiếu hụt, những bộ phận như môi, ngón tay, chân nhanh chóng bị biến sắc, mất đi sự hồng hào. Những người bị phổi ở giai đoạn nghiêm trọng, da sẽ trở nên xanh sao. 8. Thở khò khe Tình trạng thở khò khè là do luồng không khí di chuyển trong quá trình hô hấp bị cản trở tại đâu đó. Có thể bạn đang phải đối mặt với tình trạng hen suyễn hoặc tràn khí màng phổi. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể dẫn tới những vấn đề hô hấp nghiêm trọng như khó thở, gây ra đột quỵ, gút mần cảnh báo hãy đi khám bác sĩ ngay nếu thấy triệu chứng trên.